Rồi, hello mọi người nha. Hôm nay mình chở chú Câm đi lấy xe VinFast và đi xem để mua chiếc, mình tư vấn cho chú lấy chiếc VF8. Bây giờ hai chú cháu tới dealer để mua. Đấy, mọi người chờ xem nhá. Rồi, và chú Câm đã tới Vincom Playa. Rồi bây giờ chú Cầm đi xem xe VinFast, xem xe điện VinFast. Hôm nay mình đi vô cái chỗ là Vincom nè. Đây cái dealer của VinFast luôn hả? Ờ đúng rồi. Ok. Chú lại mình coi mấy chiếc nha, mà con thì tư vấn chú là mua chiếc VF8 đó. Ok. Bây giờ hai chú cháu cũng vào xem luôn đúng không? Đúng rồi. Ở đây có cái VinFast. Chú lại làm việc với nhân viên của VinFast. Thấy chú Thanh có logo VinFast đây. Rồi hôm nay chú Cầm đã tiến tới bàn dịch vụ service để xem xe các loại xe, nhưng mà tư vấn chú lấy xe VF8 gì? VF8 à? Ừ. Chú lấy được căn cước công dân ở Việt Nam rồi. Bây giờ chú là hai quốc tịch. Giờ chú muốn lấy chiếc xe điện để chạy đi chơi ở Việt Nam đó. Chú coi cái xe thử là sao? Bây giờ em cho một nhân viên đi tư vấn chú đi. Hôm nay mình được vào cái showroom của thằng VinFast. Đã không chú? Đã, xe quá đẹp. Ừ. Xe bằng là chiếc của thằng Nhưng mà siêu thị Vincom có đẹp không? Quá xịn sò phải không? Chỗ này nói gì nữa, chỗ này bằng chiếc xe Lexus 460 của tao. VF8 là VF9 đó. Này VF9 à? Ừ, VF9 mà cái này 6 chỗ. Rồi chút xíu nữa, chút xíu nữa chú lên ngồi xem chơi. Ồ, cái này để chơi nhân viên hả? Này VF9. Này dữ hơn hả? Ừ. Em đi tư vấn cho chú em. Đây là chú lên coi chiếc VF9 này bản 6 chỗ. Rồi bản 6 chỗ hả? Rồi chú để nghe chú xem nhân viên tư vấn đi. Ok. Nhưng mà mình xem VF9 nhưng mà mua VF8. Mình mua VF8 thôi, nhưng mà chú điều có một hai người à. Đúng rồi, cho nó gọn. Mọi người thấy xe VF9, đúng rồi, thấy xe quá đã luôn không? Cái này nó không đẹp quá, trời đẹp luôn. Trời ơi. Quá xịn sò. Này quá xịn sò rồi. Ừ. Cái này nó bự quá, cái này nó bự bằng chiếc bự hơn chiếc 460 Lexus của tao luôn. Ừ. Bự hơn luôn. Bự hơn luôn à? Nó dài hơn. Ừ. 6 chỗ vậy sao bự lắm. 6 chỗ chú ạ. Mà bây giờ con tư vấn chú lấy VF8 đấy. Đúng rồi, cái này bây giờ chỗ mình sẽ giữ thấy cái màu mã bên ngoài thế nào, đẹp không? Đẹp. Bên này có xe hai bánh điện luôn nè. Xe điện hai bánh đó chú, có xe điện hai bánh luôn. Xe điện hai bánh nhiều quá, 1, 2, 3, 4, 5 mẫu. Xe này nó vừa mới hết pin nên là chưa có mở được. Chưa mở được hả? Dạ. Cái cổ bình mới mở được hả? Ok, thôi được rồi. Xe VF8 phải không? Đúng rồi. Xe VF8. Ok con. Dạ. Con đi trước dẫn đường. Em sạc điện chút này cho chú xem cái VF9 luôn nha. Để chú quảng cáo cho bạn bè của chú, ai mua thì lấy VF9. Anh thì anh mua VF9 rồi. Lấy đi mua VF8 đó nha. Chào mọi người nha, hôm nay Việt Kiều Mỹ Công Nguyễn quyết định đi mua xe điện VinFast. Và bây giờ thì đang trên đường ra bãi đổ xe để xem chiếc VF8. Thì mình thì có tư vấn cho chú là lấy chiếc VF8 cho nó vừa gọn. Đó, để ít bữa nữa đây bà xã chú cũng về Việt Nam. Đủ tuổi retire về Việt Nam, còn chú thì retire tức là nghỉ hưu được 5 năm rồi. Bây giờ chú có quốc tịch ở Việt Nam, có căn cước công dân, có giấy tờ đầy đủ, cho nên chú có quyền đứng xe, có quyền đứng tên xe. Mua một chiếc để đi rong ruổi, đi chơi. Dạ, đây là cái bãi xe chú. Cái taxi à? Ừ.
Con này là VF5 chú này. Con này VF5 cũng đẹp này. Con này nhỏ gọn. Đấy. Nhỏ gọn. Ờ. Nhỏ, nhỏ. Xe nó nhỏ gọn, con này chạy mua cái đi làm được rồi. Mọi người đón xem Cầm Nguyễn xem xe VF8 nha. Không biết chú có thích không, nhưng mình thì tư vấn cho chú là VF8, nhưng mà không biết, chưa biết câu trả lời là thế nào. Mọi người hãy chờ xem chú Cầm có những nhận xét, và không biết chú có lựa chọn mua chiếc này hay không. Mình thì tư vấn là chú lấy chiếc này. Chiếc này đấy, đó bằng chiếc và có hai nhân viên của công ty VinFast rất là dễ thương. Chiếc này cũng khá đẹp, màu trắng, nhưng mà mình thích màu đen hơn. Chú chọn màu gì đen chú? Không con? Chú ơi, chú Cầm ơi, có mẫu hả? Chú chọn màu gì hả? Chú thích màu gì? Màu đen. Màu đen hả? Màu trắng được rồi. Có nồi thất được, có màu màu trắng được hả? Ôi trời, xe mới 100%. Ok. Nói gì nữa, có đi xe ấy rồi, con hôm trước có đi taxi bằng cái xe này rồi. Taxi là E34. Đúng rồi. Dạ. Màn hình này quá bự trời là bự luôn. Màn hình 15.6 mà. Ồ, mới từ đầu luôn, xe là mới 100% nha bạn, các bạn. Trời ơi, cái màn hình chú kìa, quá trời bự luôn. Đây các bạn điều khiển đây, ok, đây rất là dễ xài. Màn này số này. Ừ, bạn dễ xài. Số tự động, số điện tử luôn. Số điện tử luôn. Màn hình, cái màn hình giống cái tivi ha, to ha. Màn hình này giống y chang như là điện thoại Samsung. Rồi rộng chú à? Không gian rộng à? Không rộng. Ngồi thoải mái. Ghế nó chỉnh điện em? Dạ, ghế chỉnh điện. Ghế chỉnh điện luôn. Đấy, con nút hai nút chỉnh điện này đúng không? Chỉnh điện cái lái nữa. Ừ. Đã chú. Đã, nói chung vậy bằng cái nó cái này nó bằng cái chú coi thất, cái nội thất nó bằng chú coi cái lắm. Cái ghế sau này mấy đứa cháu chú về ngồi vừa không? Mấy đứa con nó về nó đi chơi với chú luôn đó. Sắp sửa mấy đứa về đó. Đấy, Việt Kiều Cầm Nguyễn là mua chiếc xe này về để chuẩn bị chở vợ con đi khắp Việt Nam nha. Chở con, chở cháu đi chơi. Mua chiếc này đi Sapa luôn. Con này đi Sapa đã lắm con chú. Con này mình chạy khoảng tối đa hết pin là bao nhiêu cái số giờ con? Dạ, mình đi được 400 cây mình mới sạc một lần đó chú. Vậy từ đây qua là Sapa đâu được, mày ra Hà Nội được, đi mấy lần rồi mày ơi. Thì mình cứ 300 mình sạc lần thôi chứ mình đâu chạy... Chú phải thường là nghỉ ngơi chứ. Ờ, nghỉ ngơi chứ. Nhanh 30 phút, 35 phút rồi sạc nhanh rồi. Ồ. Dạ. Ừ. Cái trần sau rất ư là bự. Dạ. Chất độ đi vô đi du lịch là ngon lành. Đó được hà 4 cái vali, cái vali cỡ nhỏ mà để 4 cái vali. Ừ. Rộng ha, cái cốp rộng ha. Rộng. Ừ, chân rộng quá. Ok. Ừ. Chiếc này cái gì ạ? Dạ, ồ, cái đầu y chang, cái đầu này tự y chang như cái lít xịt của tao vậy. À hả? Ở bên Mỹ đầu, hả? Ờ, giống như cái đầu 460. Ừ. Thì tùy chú thích VF9 thì mua, mà thích VF8 mua. Nhỏ nhỏ vượt rồi, mày không có chỗ để, với lại vì sao nhà mình lâu lâu nó mới về, là tao phải là đâu. Tao không phải là xe đò cho nên ra gì đó mua vừa vừa thôi. Dạ. Yeah. Mua. Nói chung là chủ yếu là phục vụ mình chú đúng không? Gồm tới về VAT là bao nhiêu con? Dạ, bên con sẽ có cái hai bản của VF8 này ha chú. Một là bản Eco. Bản Eco thì khoảng là giá là 1.090.000. 90 triệu. Cho nó 1 tỷ đi rồi, ok. Dạ, dạ. Còn cái bản mà bản lớp á thì là 1.270.000. Dạ. Chọn cái bản nào thì con biết có giá thì mình cũng để hơn. Không, mình chơi cái hiện nhỏ. Hiện tại bản chú đang xem là bản Eco. Eco. Dạ. Tao thấy bản này cũng vừa rồi. Dạ. Là cái thuế trước bà của cái. Thuế trước bà của mình là miễn phí 100%. À, xe điện là miễn phí. Dạ, xe điện miễn phí. Miễn phí à? Miễn phí trước bà. Mình chỉ tốn tiền chi phí đăng ký biển số xe, đăng ký đăng kiểm. Thì mình chú có câu hỏi là chú lấy biển ở Sài Gòn hay là biển ở tỉnh? Biển Sài Gòn. Dạ, biển Sài Gòn thì 20 triệu biển. Chi phí đăng ký đăng kiểm ví dụ như vài triệu nữa thì có nghĩ cái chi phí đăng ký mình phải tầm là 30 trở lại. Là 30 triệu trở lại. Nữa. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, giấy tờ linh tinh về đăng ký kiểm. 30 triệu nữa. Là chiếc này là 1.090.000. Còn bao nhiêu? 0.3%. Dạ đúng rồi. Thì mẫu này hiện tại bên con đang khuyến mãi cho mình á, mình đặt cọc trong thời gian này thì con tặng cho mình miễn phí 2 năm thuê pin, mình không tốn tiền thuê pin 2 năm.
Mình đặt cọc bao nhiêu thì đủ? Dạ 50 triệu. 50 triệu à? Dạ. 50 triệu được quyền lấy xe về. Dạ dạ không. Chưa hả? Dạ, chưa. Chưa có hàng, hết hàng rồi. Phải chờ. Đặt cọc xong rồi cô sẽ lấy hàng về cho mình, lấy màu cho mình. Rồi. Màu theo mình muốn yêu cầu. Dạ. Rồi. Bao lâu thì có xe? Thì theo em được biết thì mẫu màu đen này dao động phải tầm em gọi lên trên nhà máy ở Hải Phòng thì phải tầm chu kỳ 2 tuần thì sẽ báo về cho mình. À. Dạ. Khoảng 2 tuần. Ừ. Coi như tròn trạm tỷ mốt. Dạ. Với lại con miễn phí cái bảo hiểm cho mình không có tốn tiền mua bảo hiểm. À. Năm. Kể cả pin luôn. Là mình được free cái đó, mình không có tốn tiền mua cái đó. Ừ. Và mình chỉ tốn tiền chi phí mua xe với lại đăng ký đăng kiểm thôi. Còn lại bên con được tặng hết. Rồi. Dạ. Xe thì bảo hành cho mình 10 năm. Pin bảo hành cho mình 10 năm luôn. Pin 10 năm, xe 10 năm. Pin bảo hành 10 năm. Xe bảo hành 10 năm luôn. Dạ. Trời ơi, chạy 10 năm bảo hành. Dạ. Ồ, ok, thì đã quá ha. Thấy chú sao, thấy bảo hành 10 năm cả pin cả xe sao? Ồ, vậy là quá đã rồi, còn gì nữa. Đấy. Rồi là được miền bảo hiểm xe 1 năm. Từ xưa giờ nó vẫn vướng mắt cái người tiêu dùng mà là có cái đề pin. À. Dạ, hiểu không? Cho nên vì đó người ta đang lưỡng lự. Dạ. Mà bây giờ nếu vậy thì ok quá rồi, dạ, bỏ rồi. Dạ. 10 năm. Dạ, 10 năm. Tại sao VinFast mới cho chế độ bảo hành 10 năm cho mình là cam kết với mình là rất là chắc chắn về sản phẩm. Cái bảo hành của mình tới 10 năm. Chứ hiện tại cái hãng xe bây giờ bảo hành thì mình tối đa mất thì 5 năm thôi. Ừ. Là chỉ có hãng nào mình tới 10 năm. Dạ. À, ok. Dạ. 10 năm thì quá tốt rồi chứ gì nè chú. Cái đúng rồi. Xe chú bán đi rồi người khác vẫn còn bảo hành đó. Ừ. Dạ. Tức là nó chạy được 10 năm. Pin cũng bảo hành luôn. 5 năm chán rồi ta đi bán. Mà cái xe điện này con tìm hiểu là cái pin này cái vận hành của nó rất là rẻ tiền. Dạ, đúng rồi. Nó máy có hư đâu. Dạ, mà cái pin đi bảo hành thôi, cái pin là cái máy mà pin bảo hành 10 năm thì mình đi xe điện mình không có tốn chi phí và bảo trì bảo dưỡng nó đâu. Xe xăng mình nhớt nhau gì, mình chỉ thắng mình xài, ví dụ mình chạy 12.000 cây mình bỏ về, cái thắng của nó có mò hay không mình thêm được thôi, chi phí rất là rẻ. Nhiều khi chiếc VF8 này chú đi dao động phải tầm, thay vì xe xăng nó chú bảo dưỡng phải tầm 1 triệu mấy thì con này mấy trăm ngàn, 500 đến 600 là cùng. Ê vậy mày, cái này tay mày đi hết Đà Lạt xong lên đó hai đứa mình mướn cái sạn ngủ chặn đêm tới sáng là đủ rồi, là được rồi. À, nếu mà sạc ở nhà thì rẻ, sạc nhà thì rẻ tiền. Dạ. Ừ. Với lại cái giá sạc điện của mình á, tính giá nhà nước anh, ví dụ mẫu này anh chạy 1.000 cây, tiền sạc điện của anh chỉ nhiêu phải tầm 700.000, không tới 700.000. Ngàn cây có 700.000 á. Còn rẻ hơn xăng nữa, thay vì xe xăng đổ mấy chứ bạn. Ờ, ok, vậy là tới gì? Suy nghĩ lại, bàn. Rồi, ok. Thấy khoái rồi đó. Cái vận hành sửa chữa nó rẻ đúng không? Tiền nó benefit của cái xe đó. Quyền lợi của cái xe mình thấy khoái rồi đó nha. Đúng rồi. Cái việc cao cả nhất á của chiếc xe này là không xả ra khí độc, không xả ra carbon, khí độc hại cho môi trường. Xe gọi là xe xanh mà. Tạo môi trường xanh đúng không? Đặc biệt là xe đi xe này là bảo vệ môi trường. À, như chú cầm thì con là con luôn luôn phải khuyến khích chú phải mua VinFast rồi, chú phải mua xe điện. Đúng rồi, là mà thấy vô kỹ hôm qua nó trúng số. chú kỹ mà tình trạng mà chú kỹ cái quảng cáo cho VinFast thế này, VinFast tặng giúp chú kỹ một xe luôn. Không phải hôm qua thấy trúng số iPhone không biết phải không, tao biết đồ quá. Ok thôi được rồi, ok để vô để chú về chú bàn lại với nghe. Rồi chú sang tay lái ngồi bên nói gì nữa, cái tay lái xem cái coi sao, thử cái vô lăng đi. Ờ xem vô lăng cái sao, mình cảm nhận vô lăng đi. Nói gì nữa, cái này ghế này chỉnh điện cho mình luôn. Biết rồi, chỉnh hướng 12 hướng này nó tìm mình. Biết mà, trời, mẫu này thì nhiều chế độ lái an toàn lắm chú. Ví dụ như khi mà chú chạy trên cao tốc đúng không, chú kiểu như lỡ mình uống 1-2 chai mà buồn ngủ vậy đó, nó sẽ có cái AI thông minh ở đây nè, nó sẽ tự nhắc nhở chú bình tĩnh lái xe đừng ngủ gục. Nó nhắc nhở mình luôn. Cái xe tao bởi nó cũng có chế độ là thí dụ như mình đi đâu freeway cái gì, thí dụ vậy thì mình để chế độ tự động á, mình không cần phải thắng. Dạ. Là cái xe trước ngừng, xe này ngừng luôn. Đúng rồi, chính xác. Đó. Cái này cũng có tích hợp luôn. Cái chú coi cái nói chung là cái option là sao chú, option là tôi thấy thế nào? Được rồi, nói gì tôi đã làm cái xe được rồi thì ok quá rồi. Đấy được không? Ưng ý không? Ưng ý, nội thất ưng ý không? Hay chú muốn lái thử một vòng không chú? Con hỗ trợ lái thử cho mình luôn. Ờ đúng rồi, lái thử một vòng đi. Ờ leo lên. Cho chú cho con mượn cái mình nhìn vô trong đi, cho con mượn cái bằng lái chứng minh con chụp hình cái rồi mình ra mình lái thử. Rồi. Rồi, lái thử luôn. Đi cho nó tiện. Đúng rồi.
phải lái để mà lấy mua bằng được. Nhưng mà bằng lái của tao bằng lái Mỹ. Mỹ với Tây cũng được, lái thử mà. Đấy, có bằng lái đàng hoàng. Để con đuổi, mai có con đuổi lên cho chú. Có 20 năm mà, chứ nhiều đâu. Con đuổi. Anh có bằng lái không? Anh có bằng lái, nhưng mà để chú anh đuổi bằng con lái Mỹ cho, lái Việt luôn cho. Để ý là vậy, anh cho em mượn cái bằng lái của anh, em làm thông tin để cho mình lái thử thôi. Sợ cái bằng lái của chú thì nó khó. Không hợp về ấy phải không? Về pháp luật Việt Nam đúng không? Đúng rồi, và hơn nữa anh cũng lên clip này, cũng phải phải đúng với quy định pháp luật của Việt Nam nữa. Để bằng lái của chú, anh đang bận quá, anh chưa đuổi chú được. Chờ anh một tí. Mọi người chờ tí xíu nha. Xem. Đây em. Đây em. Rồi. Rồi. Đây mọi người chờ tí xíu nha, để làm cái thủ tục đăng ký chạy thử cái đây là cho chú Cầm chạy thử chiếc xe này. Rồi mọi người biết không? Để được lái thử xe VinFast thì phải dùng căn cước và giấy tờ xe nhá. Mọi người tới Vincom, đường Quang Trung, quận Gò Vấp để đăng ký lái thử xe VinFast nha. Và bây giờ là chú Cầm đang làm thủ tục cùng với nhân viên để sắp sửa chạy thử xe VinFast. Đấy, đây là một cô nhân viên rất là đẹp gái đang làm thủ tục để cho chú Cầm lái thử. Rồi, sắp được lái thử rồi chú. Đấy, đây là hiện tại chú Cầm đang ngồi chơi nghỉ ngơi một chút để chờ đi lái thử. Và quay cho mọi người xem một chút về siêu thị Vincom. Ở đây là tổng hợp tất cả các dịch vụ siêu thị giải trí và showroom giới thiệu xe, lái thử xe. Mọi người tới đây đăng ký để được lái thử. Và nốt thẻ thì ghé vào đây uống cà phê hay là mua đồ luôn. Ở đây có tất cả mọi hàng hóa chú. Chỗ này khá là đẹp mà lại có đầy đủ 2 tầng nha. Nhiều tầng chú ạ, có tầng hầm, mấy tầng hầm nữa. Ờ vậy hả. Hình như 4-5 tầng nổi vậy đấy, mấy tầng hầm nữa. Cho biết đây luôn đi, địa điểm đây là đường gì, đường Quang Trung. Đường Quang Trung chú ạ, Vincom đường Quang Trung, Gò Vấp. Ở đây một bên là bán cà phê Highland. Đấy. Còn bên này là Phúc Long, bao gồm cà phê giải khát. Rất là khổng lồ. Mọi người thấy khách rất đông nha. Rồi, hai chú cháu sao chú lên xe về F8 rồi. Sướng quá ha, đi lấy thử. Rồi hai chú cháu đi lấy thử. Rồi để anh sẽ cũng thắt dây an toàn với chú. Nó đã có luật rồi. Ừ. Chưa phải để con chụp cái ô đô rồi nhé. Không đi đâu, có đi vòng vòng ở trong này. Rồi. Đi okay. Đi một vòng đây, đi vòng siêu thị Vincom mà. Ok. Ừ. Cái này nhấn nút là đi à? Dễ mà. Trời ơi, nó giọt quá chú, đã quá. Sao? Nói đi. Muốn nhấp cái mình nghe nó giọt quá. Là đúng rồi. Trời ơi. Nhìn Cầm Nguyễn, trời ơi chạy xe oai, nhấp chạy dữ vậy. Trời ơi. Bình thường quá bà, mấy chục năm mà. Ừ. Xe thứ quỷ gì? Chiếc này bằng chiếc Porsche ta đâu. Ừ. Rồi. Khá là êm ái. Ở đây thì nó có cái hả? Cảm giác sao chứ? Ok
ok. Cảm giác là phê, cảm giác là ok. Sao chú chạy đường lớn xíu đi cho nó. Không, tao không có chạy đường lớn đâu, lý do tại vì tao chưa có bằng. Chú đang chạy ra điện, chú đang chạy. Được được, mấy chú đi không má? Không được. Thoải mái thoải mái. Mình thì á, nó cọ cái chết mẹ luôn á. Không được, thoải mái mà. Hay VinFast. Hai bên. Bật camera 360. Nó có trợ ảo quý vị thông minh với. Trợ ảo luôn hả? Ờ, à, nó sẽ ờ. Không cần phải trả, tao lái xe quen mà, con mắt tao rồi, tao không khe. Nhưng mà cái điều xe này quá, xe mới, giờ ra mình cẩn trọng chút. Ừ. Thế thôi. Con ngồi bên cạnh, con thấy chú đạp nhấp cái đã quá, nó giọt quá. Đó. Trời ơi. Đó, gần, cái xe này với cái Tesla thì nó cũng gần gần nhau. Ừ. Rồi, chào mọi người nha, bây giờ lần đầu tiên làm chuyện ấy. Chú cầm thắt dây vô. Còn bây giờ chú chạy rồi thì con chạy thử cái. Nói chung là tư vấn thì cũng phải mình phải cảm giác cảm nhận được đúng không? Chạy xe VinFast bây giờ mình phải ghé một chút đúng không? Mình nhấn nút R đúng không? Đúng không? Chạy chưa? Rồi đó, cái gì thả ra. Ủa nó giọt quá ta. Con phải từ từ lưng ga đã. Rồi mình nhấn nút D. Ui nhấn cái xong hả? Rồi vậy. Ôi giời ơi, sướng quá ta, đã quá ta. Xi nhan. Đó. Trời ơi tay lái nó nhẹ. Ngon quá ta. Rồi. Cái xe này an toàn chú này. Tức là mình mà ngắt ga là xe nó chạy chậm hẳn luôn. Đấy. Rồi. Đấy mọi người thấy thành phố Hồ Chí Minh trên đường Quang Trung nhá, người rất đông nhá. Chà. Rất êm ái chú ạ. Xe này là xe rào rào, nó không có tiếng động cơ, nó không có tiếng nổ, cho nên vì nó là cái xe rất là êm. Thế đó. Đó. Nó khác hơn cái xe mình chạy xăng. Ừ. Em quay trực đường, em quay. Đấy. Con chạy nhiều xe rồi, con cũng giống chú chạy lết sệt chứ con cũng đầy xe mà. Hôm nay con thử xe điện con RAV4 lết sệt rồi. Ừ. Bây giờ dư nhiều quá, Porsche rồi tùm lum BMW. Không không khác gì không xe. Khác. Nhưng mà cái kiểu khác nhau là không có tiếng động. Ừ. Bởi nó xe đi từ trường mà đi xe này là dễ bị lắm, bị ngủ á. Không, nó có máy ấy, máy trợ ảo. Có trợ ảo nó nhắc nhở để con đang nghe cái chân ga dưới ấy, có cảm giác có khác gì xe xăng không? Không. Không hề khác gì ha. Không hề khác gì. Không hề khác, nhập ga này, tăng tốc này. Du trời ơi. Nó giọt hơn cái tôi nói là nước đề ba đó, nó lẹ hơn rồi cái xe xăng. Quá đã. Trời ơi. Mà rộng ha, ngồi cái sướng ha. Ngồi giống mình cũng làm hai chú cháu làm ông Hoàng Ả Rập hả? Chạy xe này giống hai ông Hoàng Ả Rập quá hả? Trời ơi quá đã. Sướng lắm, chạy xe này sướng lắm. Chi phí còn 1.1 tỷ thôi, có giấy tờ đầy đủ luôn chú ạ. Mình chạy xe này không phải đổi xăng, tiết kiệm bằng 1/4 so với xăng nhá. 1.000 cây hết có 700.000 tiền điện à. Mình sạc điện nhà mình cũng được rồi đó, không cần. Nó có bộ sạc tại nhà luôn mà. 1.000 km á, nó tốn có 700.000 tiền điện à. Như vậy là mình chạy từ đây tới Đà Nẵng á, mình tốn có 700.000 thôi. Nhưng mà như xe con ở nhà là 11 lít mà chạy đây tới Đà Nẵng là từ nhà con ra tới Đà Nẵng là hết 1.000 cây thì hết là 101 lít. Mà 101 lít đi xăng bây giờ 25 mấy á, là tốn gần 3 triệu tiền xăng. À, là tiền điện mình chạy tiền điện nó chỉ bằng 1/4. Ít quá ha. Mà tiết kiệm điện này, tiết kiệm tiền này. Mà lại ngược lại là đặc biệt là bảo vệ môi trường. Mà chiếc xe này 10 năm sau pin bảo vệ rồi, pin bảo hành thôi, mình đâu phải chi phí gì nữa đâu. Hàng kỳ mình cũng phải đổi nhớt. Mình chỉ đến đủ nhớt tay lái rồi, nhớt bánh, nhớt bánh thôi. Cái này không, nó có trợ lực thôi. Trợ lực thôi, tay lái á. Ừ. Được tay lái như con này không biết xài nhớt không ta. Nhưng mà có chứ, phải có nhớt chứ. Phải có chứ, có dầu để cái chỗ cái bánh bí đó, ổ bí đó nó phải có chút nhớt.
Xe này về chú chạy trên đường này á, chú con phải kèm chú khoảng mấy bữa cho quen người đông cái này này. Ở Việt Nam đường đông lắm chứ không phải như ở bên bên Mỹ. Bên chú chạy đường rộng quá mà đúng không? Bên anh xin nhan đường này ta vòng về đường này luôn em ha. Vòng đường này ha. Vòng đây ha, đây cũng được. Vòng bên đây được. Ừ. Xe hơi đông. Ừ. Mọi người thấy lái thử xe mà chơi kẹt chạy ra đường kẹt đường luôn. Nhưng phải nói cảm giác ngồi cũng sướng nữa. Đấy. Cái phần phần này á anh chưa biết cho nên là hồi nào về em hướng dẫn cho anh đấy. Ừ, nhưng mà thấy cái màn hình nó đã quá to ha. Để có có video đã ngoài. Được em quay đi em. Cái các cái tính năng này em giới thiệu tránh sơ sơ cái em. Tính năng trên màn hình này này. Để nó có. Như cái này là, nó có YouTube được không? Anh đang chạy thì nó sẽ không bấm được thao tác trên màn hình tại vì nó cho mình tập trung vào lái xe. À, ví dụ như bình thường thì anh ngồi đợi lại thì anh có thể là chọn Bluetooth, anh bật nhạc anh nghe. Ừ. Khi anh chạy thì anh không bật nhạc được nha tại nó tăng chế độ cho mình tập trung vào lái xe hơn á anh. Đúng chính xác, cái đó là cái được điều đương nhiên là vì tiêu chuẩn Mỹ đó. Ừ, tiêu chuẩn Mỹ đó. Còn mấy cái tính năng khác thì ví dụ như là anh có nói là ví dụ anh muốn bật máy lạnh thì anh bảo là hay VinFast nóng quá. Ừ. Thì tự động nó sẽ tăng nhiệt độ. Em mới nói cái em nói cái là nó nhận luôn đó kìa. Dạ. Đó, em nói cái nó nhận luôn kìa. À, tức là ở đây giống như kiểu mà nó cái phần mềm của nó giống như kiểu trợ lý ảo thông minh đúng không? AI đúng không? Đấy. Đấy mọi người thấy đúng không? Mình chạy xe lâu năm ở Sài Gòn rồi nên là mọi người ngồi bên cạnh là rất là an tâm. Em thấy anh chạy xe sướng liền đúng không? An tâm đúng không? An toàn đúng không? Nhẹ nhàng đúng rồi. Đúng rồi, anh chạy xe muộn cái người mà thường thường là say xăng á, anh chạy xe vẫn không say, lên xe anh không say luôn. Ừ. Đấy, chú đi với anh đây đấy, bảy mấy mà đi chơi với anh là pha pha. Ừ. À, hôm nay cảm ơn em, cảm ơn nhân viên và đã cho chạy thử xe VinFast. Anh cũng đang lấp lửng, tức là lấp lửng lấy xe thêm một con xe, vừa được anh bán một con xe cũ rồi, tính mua cho con gái nó học đại học ở bên quận 7 á, nó học đại học Remit á, thì anh muốn mua một chiếc xe này hoặc là đang lựa chọn để mua cho nó. Tức là con anh nó học 12 năm ở trường Việt Úc, nó học xuất sắc, cho nên là nó đi học cũng quãng đường cũng xa, hai mấy ba chục cây lận, cho nên cũng thưởng cho nó, vừa đào tạo ra đời chạy xe cho giỏi luôn, mai một làm kinh doanh với ba cho giỏi. Đây là chiếc xe cũ anh bán này, anh bù gần đủ rồi đấy. Thì anh hôm nay anh chạy chiếc xe này thì anh cứ đang lấp lửng với máy của nó có được như máy xăng hay không, nhưng mà thực chất là không hề có sự khác biệt giữa xe điện và xe xăng. Và ngồi lên đây thực chất em nói xe điện nhưng mà nếu mà em không nói anh không biết xe này là xe điện. Ừ. Nếu em không nói là đây là xe điện cái chắc chắn luôn. Cái trọng lượng của cái xe này với xe xăng là còn thấy nó khác xa nhau. Nó nặng hơn. Chiếc này nó nặng hơn. Nó nặng hơn hả? À. Tại vì cần tại có trọng lượng của pin nữa. Cục pin con này là 82 kg. 820 kg chứ? Không, 62 kg ạ. 82 kg hả? Dạ. Thông số mới của mình và máy của người là 82 kg. À. Tức vậy là ở trước ở cái phía trước là như cũng để đổi được đó. Chắc có lẽ người đầu tiên mà lái xe thử VinFast mà ra đường đông kẹt đường thế này phải nghe. Hay là cũng có rồi. Thì đường bên Trung Hồ như mật định đến đông xe. Đông xe rồi ha. À. Đó thì thử xe phải thử thế này. Đó, đúng không? Để mình thấy các cái báo cảm ứng này, nó báo hiệu hết rồi đúng không? Ừ. Cái này mình có thể xét chế độ ví dụ như anh chạy trong thành phố á. Ừ. Mình đang chạy kiểu nhanh quá, nó có tự động nó báo cái chỗ đó giới hạn bao nhiêu km rồi nó cho anh chạy bao nhiêu km đó thôi anh không vượt được. Có trợ lý ảo luôn hả? Dạ có, mình xét cái tính năng nó được. Mà lên cao tốc anh nói anh chỉ chạy 90 km nó có hỗ trợ anh luôn không? Có chứ, trên cao tốc nó cũng có hỗ trợ tính năng, ví dụ anh muốn xét chạy nhiều hơn thì anh xét trên đèn cái vô lăng thôi. À. Ừ. Dạ. Ừ.
phải nói về cái nội thất là không có thể chê được một cái điểm nào em ạ. Đây này, tất cả mọi thứ ha. Thiết kế xe này phải nói là về nội thất điểm 10 đấy. Đẹp ngồi ôm ghế rất chắc này. Rất là rộng rãi đặt cái tay này. Đó, rất rộng rãi đúng không? Cái cốp để đồ cũng rộng nữa. Ở đây để ly cà phê của con, ly chú ly này. Anh cháu hai ly này. Đúng không? Bên này cũng rộng này, các cốp này cũng rộng này. Đấy. À, chạy xe đông người đấy chú này. Con chạy xe đông người thế này, nhưng mà mình chạy á, mình phải hiểu được ý của người dân chạy xe máy á. Mình phải tư tốn, đừng gò quèo nhanh quá, gấp quá đó thì làm người ta tạt ra đâm thâu đít á. Cho nên mình luôn luôn mình phải, lúc mình muốn quèo anh dừng là mình phải nhấp thắng liên tục để cho cái bao đèn pháo nó báo á và bật xi nhan. Thế là những người xung quanh họ đi, họ biết mình xe mình có ý đồ gì đấy. Trên đường này mà mình chỉ cần mình quèo hơi nhanh hoặc là lấn làn phải lấn trái hơi nhanh cái là nó đâm đít à. Ít bữa cái xe mua về cái đít nó bét nhè luôn. Đấy, đấy đường vắng này anh dọc cái gọi. Trời ơi. Dọc cái xe răng đúng không? Cái máy nó mạnh thật đấy. Nói chung là hầu như xe điện xe nào cũng vậy. Bởi vì cái động cơ motor mà. Như vậy bây giờ VinFast đã đi đúng hướng. Đầu tư xe điện đúng hướng thôi. Xe điện mà chạy có đâu có thua xe xăng đâu. Như vậy các nước châu Âu từ từ xe hơi họ cấm xe xăng. California là 2030 là nó coi như là hoàn toàn không còn xe điện xe xăng. Cái đường hướng nó đi là như vậy rồi. Nhưng mà xét về giá cả thì con thấy vẫn hơi mắc chú ạ, so với xe xăng thì xe điện vẫn hơi mắc. Đúng không? Là cái xe bình thường mà xe nếu về vị trí 50 ngàn thì 50 ngàn thì được mua chiếc BMW hoặc là chiếc Mercedes rồi đó. Nhưng mà đối với cái xe này thì 50 ngàn thì tại bên đó là mới mà. Ở chức năng cái gì nó cũng mới cả, cho nên vì chỗ đó là ý con nói hướng tới là cái hướng làm sạch môi trường. Cho nên là chắc chắn là không kể cả Mỹ mà tất cả các nước châu cũng vậy thôi. Họ cũng phải là... Ý con nói thế này nè, nếu mà mua một chiếc xe này mới có tỷ mốt á, và một chiếc xe này con đi Lexus rồi, chiếc xe Lexus là 3,5 tỷ, à 350 đó là 3,5 tỷ đó, thì có chiếc này tỷ mốt thì mua chiếc này hơn. Chiếc này nó chỉ giá chỉ 1/3 mà nội thất không hề thua chiếc xe Lexus đó, mà còn có cả ấy này, có cả phần mềm AI tất cả hỗ trợ này. Còn về cảm giác chạy xe này với so với xe Lexus 350 không hề khác biệt. Và cái nội thất con nói là cái nội thất cũng thế, cũng tương đương. Thì như vậy thì mình chọn xe này tiền nhưng chỉ có 1/3 thì mình còn 2 tỷ mấy nữa mình gửi ngân hàng mình mua tiền điện mình chạy cũng được ha. Đó, chứ con đây cái góc máy là cái chỗ là thứ nhất là coi như nó bảo hành 10 năm. Cái xe coi như bảo hành 10 năm, 10 năm thì là cái hai nữa là cái miễn thuế VAT 100%. Chi phí đồ rẻ ha. Ý con nói cái chỗ mắc cái chỗ này á, tức là với chiếc xe VF5 á, thì giá bây giờ cũng khoảng gần 500 triệu. Thì với người dân thu nhập bình thân người dân á, cũng đang hơi thấp á. Con đang muốn là một chiếc xe điện này giá khoảng 250-300 triệu để mọi người dân có thể tiếp cận đi được. Đặc biệt là những người làm công chức á, giáo viên đồ đó. Cái ý của tao có khác mày chỗ, giá nó không bán cái xe hơn đây này mà. Đó đâu đó á? Đâu chỗ nào? Đậu đây anh đầu gòn lại. Đâu ở đâu cũng phải đầu gòn lại chứ, chút nữa họ xin đường ấy mệt á. Rồi. Bởi vì cái lưu lượng xe Việt Nam mình biết không? Rồi, bây giờ mình đã được chạy thử xe VinFast và cảm giác chạy không hề thua xe Lexus. Hay các dòng xe khác mình cũng chạy xe Ford, Kia, Nissan, các dòng xe mình chạy rồi, xe xăng mình chạy hết rồi. Nhưng mà lên xe này về cơ bản chạy nó không hề khác biệt và máy rất là mạnh. Mọi người hãy đến showroom chỗ Quang Trung này này, chạy thử cái, phải nói là quá tuyệt vời. Hôm nay rất vui nha, cảm ơn các em nhé. Anh thì anh sẽ mua xe VF9, còn chú cầm thì mua VF8.